bây giờ sáng cạp bắt đầu hoạt động. Lên một gào đất đầu tiên. Gào đất đầu tiên làm cho sáng nó nghiêng về bên trái. Và bây giờ nó đem đổ lên bờ đây. Xong và tiếp tục vào đấu thứ ba, và sáng nó bắt đầu hoạt động đều đặn như vậy cho đến khoảng 100 đến 200 lần thì dừng. Bởi vì bây giờ chỗ đất người ta chỉ kêu nó đổ khoảng 100 đến 200 gạo mà thôi.